xanh nó trong quá à. Đúng rồi, màu xanh nhưng mà xanh ngọc. Không, nó cũng vậy lắm. Không, cái này nó ngã là nó ngã sang sang cây dâu. Đây là cái thiên đường biển đảo của Boracay. So đẹp. Đây là cameraman của mình. Quay qua quay lại. Đây ở các cái rặng núi đá này, cảm giác này, nó cho chúng ta một cái cảm giác giống như là Vịnh Hạ Long. Nó có những cái hốc đá rất là lạ luôn. Đây mọi người có thể nhìn thấy nha. Đây phía trước mặt chúng ta đang có một chiếc thuyền nhỏ thôi, và có một cái anh bạn anh bãi biển đẹp quá, đây là bãi